Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ viết về 3 bài tập làm văn của lớp 3 đề thi giữa học kỳ 1. Đề thứ nhất là em hãy viết từ 5 đến 7 câu tả về đồ dùng, tả về một cái quyển sách mà em yêu thích. Trong đó có một câu tả về hình ảnh, có sử dụng hình ảnh so sánh. Đề số 1, bài làm như sau. Mình tả về một quyển sách nhé. Đầu năm học mới, em cùng mẹ đi mua bộ sách lớp 3. Em thích nhất quyển sách giáo khoa toán 3, tập 1. Bìa sách trang trí với nhiều màu sắc và các con số sinh động. Hình dạng của sách là khối hình chữ nhật, dày khoảng 1 cm. Khi học môn toán, em biết thêm nhiều điều thú vị trong cuộc sống xung quanh em. Sách giống như một người bạn thân cùng em đến lớp. Em sẽ giữ gìn cẩn thận để tặng các em lớp 2. Như vậy qua đoạn văn này có dùng một câu sử dụng hình ảnh so sánh. Đó là sách giống như người bạn thân cùng em đến lớp. Rồi đề số 2 đó là nêu sở thích và ước mơ của em. Bài làm như sau. Em tên là Nguyễn Ngọc Bảo Châu. Hiện nay em đang là học sinh lớp 3, trường tiểu học Nguyễn Tạo. Em có sở thích đi bơi và đọc sách. Em ước mơ sau này trở thành bác sĩ nha khoa để chăm sóc răng miệng cho mọi người. Em tin rằng mình sẽ thực hiện được ước mơ này trong tương lai. Rồi sang đề số 3. Là em hãy tả từ 5 đến 7 câu. Cũng có sử dụng hình ảnh so sánh, tả về một cái đồ dùng học tập của em. Ở đây chúng ta sẽ tả về một chiếc bút bi. Bài làm như sau. Cây bút bi là đồ dùng học tập mà em yêu thích nhất. Cây bút dài chừng 1 gang tay, có màu mực là màu xanh. Thân bút to như ngón tay út của em. Vỏ bút là một lớp nhựa cứng cáp, khi sờ lên cảm giác trơn trơn. Rất thích. Nổi bật trên thân bút là dòng chữ G star kèm thêm những quả cherry xinh xinh. Chiếc bút như bạn đồng hành cùng em đến lớp. Em thầm cảm ơn mẹ đã tặng em món quà ý nghĩa này. Rồi chấm hết. Xin chào và hẹn các bạn ở những video sau.